Không nói cái câu đấy, không nói câu đấy nha, không chấp nha.
mà đi á. cao nhất. Quá đầy gì quá. Quá dễ thế. Bây giờ mình đang lại không? Hôm nay sẽ học văn của cô đó. Dễ thế mà cô ấy. Cô đang đi vệ sinh thôi. Quá dễ. Anh bảo anh quá có nhiều từ lắm. Anh ơi, quái cũng quá dễ. Giống như quá đáng rồi, kém thật nhỉ. Thế à, anh muốn vào từ anh chơi trên mưa rồi. Không, đấm mồm em. Dễ thương à. Thương yêu. Yêu anh. Yêu anh, nó bảo yêu quái cho kia món luôn. Rồi. Anh kìa, anh nhìn đầy, anh. Thế mà cứ phải nghĩ. Không được nhắc chuyện. Không, anh về trên khớp. Anh nhìn rồi kìa. Chào các bạn nhá. Các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh nhá.